trong video này tôi muốn chia sẻ đến các bạn là ba những cái bí quyết để các bạn làm việc với bên kiến trúc sư làm sao cho nó hiệu quả khi mà xây nhà. Đấy, thì khi mà các bạn làm nhà ấy thì bạn làm đầu tiên là cái việc đầu tiên là bạn phải có một cái ngôi nhà theo phong cách kiến trúc của ý của mình. Nhưng mà khi mà làm việc với đơn vị kiến trúc sư ấy, hay là đơn vị kiến trúc ấy, bạn chưa biết là nên làm việc theo cái như thế nào để hiệu quả. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn là dành cho anh em, đặc biệt là anh em xây nhà lần đầu tiên. Đấy, thì cái việc đầu tiên ấy thì bạn cần phải tìm hiểu rõ cái nhu cầu, chính xác cái nhu cầu ở của chính mình. Đấy, tức là gia đình nhà mình cụ thể là sao? Ví dụ như là gia đình nhà mình có bao nhiêu người, độ tuổi của người trong gia đình, và cái việc ví dụ như ông bà ở riêng hay là ông bà ở chung, hay là thậm chí là con đã lớn chưa, hoặc là bao nhiêu lâu thì con lớn mà ra ở phòng một riêng, thì bạn phải cần phải xác định rõ là cái việc đó. Và bên cạnh đó là cần phải chú ý những cái việc mà ví dụ như tính về cái việc là khách đến có thường xuyên hay không. Đấy, có nhiều nhà thì gia đình là nhiều anh em, là có rất là nhiều bạn bè đến chơi và thậm chí ăn cơm ở đó và uống rượu ở ngay tại ngôi nhà của mình. Thế thì bây giờ cái việc đó là mình có cần thiết không, thì bạn phải hiểu rõ chính cái nhu cầu của gia đình của mình là cần bao nhiêu phòng, cần ở bao nhiêu phòng và số phòng là bao nhiêu mét vuông. Đấy thì bạn cần phải chi tiết, đúng không? Thế thì cái việc thứ hai là trước khi mà làm việc với bên kiến trúc sư ấy, thì bạn cần phải có cái gì, có một cái kiểu cách, tức là cái phong cách ngôi nhà của mình, ý tưởng ngôi nhà của mình khi mà làm việc bên đơn vị kiến trúc sư mà tôi đã chia sẻ các bạn ở video trước, là các cách khác nhau, tức là bốn cái bước khác nhau để bạn có một cái ngôi nhà ưng ý. Thế bạn phải có một cái gì, bạn phải có tiêu chí của mình. Đấy, tiêu chí ví dụ như là tiêu chí của mình là phong cách hiện đại đó, phong cách hiện đại mà ưu tiên là sự tiện nghi cho chính ngôi nhà của mình. Và tiện nghi ở đây là những cái phòng là ưu tiên phòng khách, ưu tiên phòng bếp và ưu tiên phòng khách và ưu tiên phòng bếp. Phòng ngủ thì không quan trọng cho lắm. Đấy, tức là nếu mà các bạn phải có cái gì, bạn phải có những cái tiêu chí của mình và những cái ngôi nhà theo phong cách ý của mình, để khi mà làm việc với bên kiến trúc sư người ta sẽ hỏi mình để mình biết rằng là cái phong cách này nó sẽ hợp với mình. Chứ tránh trường hợp là nhiều anh em khi làm việc với kiến trúc sư xong và ký hợp đồng xong và trả tiền xong rồi sau đó là mình lại thay đổi, thì lý do thứ nhất là mình thấy là cái sau khi mà thiết kế xong là mình thấy ngôi nhà khác lại đẹp hơn thì lại mình lại đổi ý, thế thì tự nhiên phải tăng cái chi phí về cái việc sự thay đổi đó. Đấy là cái bước thứ hai mà bạn cần phải lưu ý cái việc đấy. Cái việc thứ ba ấy là bạn cần phải trao đổi với bên kiến trúc sư là vấn đề tài chính của mình. Ví dụ như bạn đầu tư cái ngôi nhà của mình là bao nhiêu tiền, ví dụ như thế. Ví dụ như là bạn cần phải với cái diện tích như này bạn cần phải bao nhiêu tiền để đầu tư cái ngôi nhà đó, để tránh trường hợp là mình lại không trao đổi đó, thì khi đó bên kiến trúc sư sẽ không đưa cho mình một cái phương án tốt nhất cho ngôi nhà mình, mà họ cứ thiết kế theo kiểu là ý thích của mình và tiền bao nhiêu cũng được. Thì thậm chí ví dụ như nhà của mình có 2 tỷ thôi thì người ta đưa ra cái phương án cho mình là 3 tỷ hả? Thì tự nhiên là ngôi nhà của mình nó sẽ không hoàn thành, và thậm chí nhiều anh em là đang xây nhà dở thì lại phải đi vay để xây nốt hoàn thành ngôi nhà của mình, đúng không? Đấy thì là ba những cái lưu ý hay là những bí quyết là các bạn chuẩn bị làm việc với bên kiến trúc sư để các bạn hiểu rõ hơn và để có một ngôi nhà ưng ý hơn và làm việc nó hiệu quả hơn. Đấy. Bên cạnh đó thì một cái lưu ý khi mà làm việc bên kiến trúc sư thì bạn phải cần cái gì? Phải có cái hợp đồng, tức là trong cái phần điều khoản hợp đồng nữa. Đấy, một cái ý nữa là một cái điều khoản hợp đồng cần phải chặt chẽ. Ví dụ như là thời gian về cái việc là bố trí về người giám sát, hay là những cái bước thi công chuyển giai đoạn, ví dụ như đổ bê tông sàn hay là làm lắp xếp sàn chẳng hạn, thì bạn cần phải có gì? Phải có những cái điều khoản giữa ràng buộc bên chủ nhà và bên kiến trúc sư. Đấy, tức là mình phải hiểu rằng ấy, bạn phải cần có những cái bước như thế để làm sao tránh khi mà làm việc bên kiến trúc sư là phải biết cái điều đó. Và cái điều khoản gì nữa? Điều khoản là điều khoản về cái việc mà thanh toán, ví dụ như là các bước thanh toán là như thế nào, cụ thể như nào, và các điều khoản là về vấn đề bảo hành. Tức là đang nói về vấn đề phải làm chặt chẽ về vấn đề hợp đồng, tức là bạn phải tham khảo kỹ về cái việc đó trước khi làm việc bên đơn vị thiết kế, đúng không? Thì đấy thì để bạn có một cái có một cái góc nhìn một cách tốt nhất. Đấy, ok, thì trên vừa rồi chia sẻ các bạn là những cái điều mà lưu ý khi mà làm việc với bên kiến trúc sư làm sao cho nó hiệu quả để cho ngôi nhà của mình ưng ý. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.